Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 4 Bộ truyện mới của tác giả Thanh Nhàn Mời các bạn cùng nghe chuyện Diễm My, chờ tao chút Nhanh lên sao lâu quá vậy Đồ nhiều sách đi không hết đây này Ai nói mày mua cho nhiều làm gì Giờ chờ xe tới hơi lâu đấy Cũng muốn mua ít thôi Nhưng mà ông chồng tao lại mua thêm quá trời Có gì mày đem về cho mẹ mày nữa Thế chồng mày không về thật à Tôi chuẩn bị trả lời thì giọng của Vĩnh Tường ở phía sau ai nói tôi không về bỏ đồ lên xe đi tôi đưa hai người về tôi quay lại hỏi đã nói là anh ở trên này đi làm chứ mất công tôi không có tiền đền cho công ty của anh đâu sao cô cứ nhắc mấy cái đó hoài vậy nhanh lên tôi sắp xếp hết rồi cô không cần phải lo diễm my nói thôi chở xe lâu quá thì để vĩnh tường đưa chúng ta về dưới đó đi chứ bí đỏ đang mệt tao phải về gấp tôi nghe diễm my nói vậy thì liền quay sang vĩnh tường anh để đồ lên xe đi cô tự đem đi ai mua nhiều thế này anh là chồng tôi đấy, anh bê vào đi Tôi kéo Diễm My vào trong xe Mặc kệ Vĩnh Tường đứng ở sau Nhăn nhó trông rất buồn cười Sao không phụ chồng mày đi Cả đống đồ như thế để anh ta làm vậy Kệ đi, ai à, bảo đòi đi Tao chịu mày luôn đấy Tôi quay lại, thấy Vĩnh Tường cũng chấp nhận Sách đồ lên bỏ ra sau Cũng thấy tội nhưng mà kệ Cho anh ta làm cho quen đi, chứ được người hầu hạ quen rồi Một lúc sau, Vĩnh Tường bước vào xe Anh ta càm giảm Đồ nhiều cũng không sống phụ tôi gì hết Làm vợ như cô có mà vứt những thứ đó anh tự mua mà giờ lại nói tôi anh giỏi thì vứt đi ai bắt anh đi cùng đâu mà anh than giờ anh lái xe đi được rồi đấy đường đường là giám đốc của một công ty vậy mà cô dám hành hạ tôi thế này à vậy thì anh về nhà đi chúng tôi tự bắt xe đi được nếu như mẹ không nói tôi không đi nữa đâu tôi bĩu môi anh luôn lẹo thật đấy hôm trước ai là người đòi đi giờ đổ thừa qua mẹ tôi học cô đấy thôi im lặng đi để tôi lái xe nhất là miệng cô đấy Khánh Vy ạ, tôi á khẩu khi chưa kịp nói gì mà Vĩnh Tường đã chặn họng, tôi không thèm để ý tới anh ta nữa mà quay sang nói chuyện với Diễm My. đi được một lúc, hai mắt tôi díu lại vì dậy sớm. đi mấy tiếng cũng tới nhà, tôi dụi mắt nhìn sang thì không thấy Diễm My đâu, tôi liền hỏi: bạn tôi đâu? cô ngủ như heo ấy, nên bạn cô về với nhà rồi. sao không gọi tôi dậy? gọi rồi nhưng cô không chịu dậy. đến nhà cô rồi đấy, bước xuống phụ tôi đem đồ vào đi. anh tự đem cũng được mà chợt nhớ ra bây giờ về nhà ba mẹ tôi với vĩnh tường xưng hô thế này cũng không được dù cho mẹ chồng tôi dễ dãi nhưng về ba mẹ tôi tôi lại sợ ông bà nghĩ ngợi tôi liền bảo vĩnh tường anh chờ một lát tôi có chuyện muốn nói chuyện gì nữa tôi đi mấy tiếng muốn nghỉ ngơi trước mặt ba mẹ tôi chúng ta bớt cãi nhau lại anh phải xưng anh em được không cô cũng biết sợ cơ à nhưng tôi có một điều kiện tôi nhíu mày hỏi anh lại có chuyện gì mà ra điều kiện tới công ty tôi làm việc đi Tại sao tôi phải tới công ty anh? Ngành của tôi là dạy học mà. Nhưng tôi thấy không thích hợp với cô. Với lại cô có cổ phần ở công ty nên phải đến đó làm. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Lương ba cọc ba đồng đi dạy đủ tiền cho cô ăn xài gửi cho ba mẹ cô không? Hay là lấy tiền của mẹ tôi gửi về? Anh đang tính toán tiền bạc với tôi đấy à? Không, không hề. Nhưng tôi thấy lương giáo viên thấp. Cô lại đi cả ngày. Thay vì như thế thì tới làm công ty của tôi đi. Nếu cô chấp nhận tôi sẽ nghe theo cô tôi ngập ngừng suy nghĩ đúng là nghề giáo tôi thích nhưng nhiều khi cũng nản lắm với lại làm ở đó mọi người biết tôi là dâu nhà giàu họ tránh xa tôi hơn không lẽ tôi nghỉ việc ngay lúc này chợt thấy mẹ tôi từ trong nhà bước ra tôi bừng tỉnh suy nghĩ quay sang nói để lên đó nói chuyện sau đi không cô quyết định đi tôi thích nói là làm ngay mẹ cô sắp ra rồi kìa anh đang ép tôi đấy à không giờ nhanh đi được vĩnh tường mừng ra mặt anh nói cô xuống xe đi tôi đem đồ vào cho thật không nhìn mặt tôi không đáng tin hay sao không nhá tôi xuống đây nhớ xưng hô anh em đấy vậy cô xưng hô anh em trước đi tôi mới nói thật ra xưng em tôi có chút không quen miệng nhưng tôi là người đề ra nên lắp bắp nói anh đem đồ xuống nha em vào trước đây vĩnh tường cười cười được đấy vợ vào trong đi ơ ờ, kêu em sao lại kêu vợ anh thích được không vợ tôi nghe tới đây nổi cả gai ốc lúc trước nghe bằng tuổi còn lâu tôi mới lấy giờ phải anh em làm rợn cả tóc gáy tôi mở cửa bước ra thấy mẹ thì liền gọi mẹ ơi mẹ tôi quay lại thấy bà ngơ ngác tôi chạy tới ôm lấy mẹ con nhớ mẹ quá đi mất tiên sư nhà cô về lúc nào sao không báo trước con về tạo bất ngờ cho mẹ chứ nói cho mẹ biết trước thì còn gì vui nữa thế về với ai chồng con ạ à, có cả diễm my nhưng mà nó về nhà trước rồi bí đỏ nó bệnh mấy ngày hôm nay hôm qua mẹ có thăm nó thế chồng con cũng chịu về à dạ anh ấy đang đem đồ vào đấy mẹ ạ tôi nhăn nhó nhìn mẹ hỏi sao mẹ đánh con con gái con lứa đi ra sách phụ chồng đi thằng tường nó chịu về cùng là may rồi đấy lại còn để cho nó đem vào à anh ấy muốn đem vào mà với lại con thấy mẹ nên muốn tạo bất ngờ thôi vĩnh tường hai tay sách đồ đem vào anh có chút ngượng vì từ ngày cưới tới giờ anh mới chịu về đây anh gật đầu chào chào mẹ con đưa đây mẹ đem vào cho chứ con vi không được cái nết gì hết mua gì lắm thế này vĩnh tường đáp dạ mẹ con mua đấy ạ bà muốn gửi về dưới đây cho ba mẹ lấy mà dùng tôi nghe vĩnh tường nói thì có chút ngơ ngác rõ ràng là anh ta mua nhưng giờ lại nói là mẹ tôi đi tới nói để em cầm cho chứ không mẹ lại trách thôi anh là chồng em anh xách vào cho em vào trong ngủ tiếp đi cho khỏe chưa ngủ từ trên thành phố chắc là chưa đã giấc đâu tôi lườm vĩnh tường biết là anh ta đang khịa mình nhưng có mẹ đang ở đây không thể cãi nhau được tôi giả là cười dạ em ngủ nhiều nên khỏe rồi anh giờ vào trong nhà đi tôi quay sang mẹ ba đâu rồi mẹ dung chưa đi học về à mẹ tôi đáp ba đi ra ruộng lát là về đấy năm nay nhà mình nhiều lúa không mẹ cũng được nhiều chiều nay ra gặt lúa nữa con rảnh thì ra phụ ba đi tôi quay sang vĩnh tường vâng chiều nay chồng con ra ngoài gặt cho biết nhỉ vĩnh tường nghe thấy vội lắc đầu tôi à anh đâu biết gặt đâu vĩnh tường là trai phố làm sao làm được mấy việc này con lấy chồng rồi đừng quên gốc từ đâu ra vào trong nhà phụ mẹ nấu ăn đi để mẹ ra vườn bắt gà cho tôi nghe vậy thì nói để con với chồng ra bắt cho mẹ vào bắt nước đi vĩnh tường nói anh không biết làm gà đâu ai bắt anh làm gà kêu anh ra bắt gà cùng đấy chứ tôi à em đâu biết làm gà đâu mẹ tôi liền nói thôi hai đứa lên nhà đi gà mẹ tự bắt được chưa đưa vào tay con Khánh Vi Nó lại lấy con dao chặt bay đầu con gà nữa Mẹ toàn nói xấu con thôi Con lên nhà đây Không xấu thì có gì đẹp hả vợ Tôi không thèm trả lời anh ta nữa mà quay đi Đúng lúc này Thùy Dung đi học về Tôi liền vui vẻ Thùy Dung, chị hai về rồi này Thùy Dung cười tươi Chị hai về rồi hả? Lâu rồi chị không về nhà Làm em buồn muốn chết đây Ở nhà ba mẹ nhắc chị hoài làm em đau cả đầu Anh rể cũng về ạ? À? Em thấy ô tô ngoài kia Ừ, ở trong bếp ấy em thấy anh ấy lúc cưới khó gần nay sao lại vào bếp vậy chị em có nghe nhầm không nhưng em hỏi này hai người sống với nhau mấy tháng có tình cảm gì cho chị hai nghe em gái hỏi tôi cũng không biết phải trả lời làm sao tôi đang ấp úng thì vĩnh tường bước ra em là thùy dung à dạ lâu rồi mới gặp anh rể ạ tại anh bận quá nên không về được nay rảnh nên cùng khánh vi về chơi em mới đi học về à tôi hỏi anh hết câu hỏi rồi à vào trong phòng đi tôi đi phụ mẹ đây Cô dở trứng à? Tôi nhíu mày nhìn Vĩnh Tường, trước khi lên xe đã thống nhất với nhau, phải nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng chợt nghĩ tôi cũng không khác gì anh ta, bởi nói chưa quen nên cũng có chút ngượng miệng, tôi già là cười. Anh lái xe mệt rồi thì vào trong nghỉ đi, em phụ mẹ nấu ăn đã nhé. Nổi cả da gà. Này, Vĩnh Tường đáp. Ờ, anh nhớ rồi, anh vào trong nhà nhé, nhớ làm gà, chứ đừng có chặt đầu gà nha. Tôi liếc xéo Vĩnh Tường rồi kéo tay Thủy Dung đi vào. Hai người nói chuyện gì kỳ thế Không ngọt ngào tình cảm gì hết Em đừng quan tâm Em vào thay đồ đi Lát chị đưa đồ cho Chị mua cho em nhiều lắm Khuôn mặt của Thủy Dung cười rạng rỡ Chị hai mua đồ gì cho em thế Để em vào lấy được không ạ Đừng có nôn nóng Giờ lo cơm nước đi Để ba về còn ăn cơm Chị hai lên nhà đi Để em xuống bếp phụ mẹ cho Có gì soạn đồ ra cho em luôn nha Tôi gật đầu Vậy thì em vào phụ mẹ đi Đi xe mấy tiếng cũng mệt Tôi bước vào nhà, thấy Vĩnh Tường đang ngồi ở ghế bấm điện thoại, tôi hỏi Anh không vào nghỉ ngơi à? Anh nói là anh mệt cơ mà Tôi hơi mỏi lưng, hay là cô vào đấm lưng cho tôi đi Anh nằm mơ giữa ban ngày à? Phòng đằng kia anh vào nghỉ ngơi đi, tí nữa em tôi nấu xong rồi dọn ra ăn Cô không nấu giúp mẹ à? Cũng đúng thôi, lên nhà tôi làm dâu, cô có đụng vào việc nhà bếp lúc bao giờ đâu Tôi nhăn mặt nói Anh không gây sự với tôi, anh không yên cái miệng của anh à? Chúng ta bớt cãi nhau đi, về đây anh với tôi mà cứ như thế Ba mẹ tôi lại suy nghĩ đấy Trên nhà mẹ tôi dễ quá nên cô bắt nạt tôi Về đây bắt tôi phải nhẹ nhàng với cô sao Nằm mơ à Vậy thì tôi vẫn đi dậy Không tới công ty của anh làm nữa đâu Vĩnh Tường đổi nét mặt cười cười Tôi đùa được chưa Phòng nào lộc của cô để tôi vào nằm một tí Tôi chỉ tay về phía phòng trước kia tôi ngủ Đằng kia anh đem vali theo tôi Vĩnh Tường đứng dậy Đút tay vào túi bước đi hiên ngang vào phòng Để lại tôi đứng ngơ ngác Tình đáng ghét này Tôi đi tới kéo vali của tôi và của anh ta Đi thẳng vào phòng thì Vĩnh Tường nói Phòng bé tí, ngủ sao được Ai bắt anh về đây rồi còn chê Còn rộng hơn chỗ hôm trước Giờ anh lại còn đi chê thì ra ngoài sân mà ngủ Anh cứ ngủ phòng này đi Tối tôi qua phòng với em gái tôi là được chứ gì Cô qua đó ngủ, ba mẹ nghi ngờ thì sao Ngủ ở đây đi, tôi nằm sát vào là được Tôi ngơ ngác hỏi Lâu ngày về tôi qua phòng em gái tôi ngủ thì có sao đâu Anh lắm chuyện Anh nghỉ ngơi đi, khi nào nấu xong tôi gọi anh dậy Tôi không quen ngủ một mình Về đây lại chỗ khó ngủ Tối cô ngủ ở đây, không thì thôi Tối tôi trở về thành phố Anh bị khùng à, chỉ là ngủ thôi mà Anh có phải làm quá như vậy không Hay là quen hơi tôi rồi Xa tôi anh không ngủ được chứ gì Vĩnh tường canh mặt Cứ cho là vậy đi Cô ra ngoài đi để tôi ngủ một tí Chứ miệng cô nói sao tôi ngủ được Không đến đây tôi ôm ngủ này Tôi lườm nguyết vĩnh tường rồi bước ra ngoài Đóng cửa thật mạnh vá nhà khánh vi lấy chồng nửa năm trời tính nết không mấy thay đổi vậy tôi nghe tiếng la của ba tôi chạy tới nhõng nhẽo con về mà ba chẳng mừng ba lại còn mắng con sau này ba gầy thế mẹ không chăm sóc cho ba sao mẹ nghe là bà ấy hát cho nghe đấy ba cũng ăn đấy nhưng không mập hai đứa về sau không báo vừa về thấy xe ô tô tưởng là ai chứ thế chồng con đâu anh ấy ngủ trong phòng ấy ba chiều nay ba ra gặt lúa nhớ để con đi cùng nha thôi con đừng có ra để cho lúa nó còn được yên ổn. Con ra, lúa không còn để con gặt đâu. Tôi nghe ba nói như vậy thì phụ phịu. Ba chê con gái bà Hết mẹ rồi tới ba. À, mẹ chồng con có gửi thuốc bổ cho ba mẹ đấy. Ba tôi thở dài. Mua làm gì? Già rồi uống chi cho phí phạm. Thế công việc ra sao rồi? Đi dạy ổn chứ con? Tôi nghe ba hỏi thì trả lời. Lần này con lên chắc nghỉ dạy ba ạ. À? Con chuyển qua công ty chồng con để làm. Vậy à? Hai đứa có hạnh phúc không con? Ba biết là hai đứa không có tình cảm Từ khi lấy chồng Ba mẹ lo lắm Thương con nhưng mà cũng không thể làm khác được Cũng may là bà thông gia tốt tính Lâu lâu bà có gọi về hỏi thăm ba mẹ đấy Tôi ngạc nhiên Khi nghe bảo mẹ chồng gọi về hỏi thăm ba mẹ Vậy mà trên đó bà không nói với tôi lời nào Nhưng nói có tình cảm với Vĩnh Tường Thì tôi cũng không biết nữa Chỉ là không ác cảm như lúc ban đầu Mỗi tội anh ta chẳng nhận nhịn tôi câu nào Tôi khẽ cười với ba Dạ mẹ Kim tốt lắm ba ạ nên con cũng không cảm thấy lạc lõng ở trên đó còn về chúng con thì ba đừng quá quan tâm chuyện chúng con không thể nhanh có tình cảm như vậy được giờ ba vào tắm nghỉ ngơi một tí đi con xuống bếp phụ mẹ nhé ừ nhìn con nay cũng thay đổi nên ba cũng mừng cố gắng sống tốt nha con sau này xin cháu ngoại cho ba là được rồi tôi xị mặt đáp con chưa muốn có con đâu nếu có con con muốn có với người con yêu chứ vĩnh tưởng không yêu con cánh cửa mở ra thấy vĩnh tưởng bước ra thì tôi dừng lại Lảng đi sang chuyện khác không biết là anh ta có nghe cuộc nói chuyện vừa rồi không nữa mà anh ta nhìn tôi chằm chằm tôi quay sang nói với ba ba nói chuyện với anh tường nha con xuống bếp đây tôi nhanh chân bước đi thật nhanh xuống bếp thấy mẹ với em gái đang loay hoay làm thức ăn tôi đi tới ngồi xuống có cần con phụ gì không mẹ sao không nghỉ đi lại xuống đây làm gì mẹ nấu nồi cháo gà không biết thằng tường có ăn không thủy dung bảo nhìn anh rể đúng chất con nhà giàu nhỉ không giống trai dưới này Chị hai có phúc được làm dâu nhà giàu đấy Nếu em mà lớn Chắc người đó là em rồi Tôi bĩu môi Nếu muốn chị nhường đấy Mẹ bắt chị lấy chứ chị đâu có muốn đâu Mà mẹ chấp nhận đợi em lớn một tí gả cho vĩnh tường cho em được đấy Thủy Dung lại đáp Thôi nhường chị Chứ giờ chị lấy cả nửa năm rồi Nhường em ai chịu À chị nghe tin gì chưa Anh Khanh sắp lấy vợ đấy Nhắc tới Khanh tôi khựng lại một lúc rồi đáp Em nhắc Khanh làm gì Dù gì hai người cũng từng yêu nhau nghe tin người yêu cũ chị không buồn à khanh lấy vợ cũng được mà dù gì chị cũng có chồng rồi bọn chị đâu thể đến với nhau được đang nói mà mắt thủy dung cứ chớp chớp tôi liền hiểu mắt em dính bụi hay sao mà hay chớp chớp vậy thủy dung nhanh miệng nói anh rể không nghỉ ngơi ạ à? nghe tới đây tôi cứng họng lại lúc nãy nói chuyện với ba không biết anh ta có nghe không giờ lại còn nhắc tới khanh thủy dung lại còn nói to là người yêu cũ chắc vĩnh tường cũng nghe rồi nhưng kệ thôi dù gì hai chúng tôi cũng đâu có gì mà phải sợ Tôi quay sang hỏi Anh cần gì? Vĩnh tưởng không đáp lời tôi mà anh ta quay thẳng bước lên trên Làm cho tôi khó hiểu Nếu nghe được thì sao mắc gì phải tỏ ra thái độ đó chứ Anh tưởng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi rồi hay sao ấy Anh ấy giận chị đi lên rồi kìa Hay là anh ấy thích chị nên mới như thế Anh ta dở trứng đấy Thôi nhanh tay làm với chị đi Không chị đói rồi Sắp xong rồi đây Ở trên đó ăn sơn hào hải vị Về đây ăn cháo gà vẫn muốn ăn hả chị hai Sao chị hai lại gõ đầu em Anh nói tào lao Gốc cát của chị là ở đây Chứ không phải là tiểu thư đài cát đâu Chị thèm món ăn mẹ nấu lắm Mẹ tôi lên tiếng Hai đứa nói đủ chưa Đem lên nhà đi xong hết rồi Nghe mùi cháo thơm phức làm tôi suýt xoa Thơm quá mẹ Đúng là mẹ nấu ngon số 2 Không ai ngon số 1 mẹ ạ Mẹ tôi chép miệng Cái lớn gả chồng sướng rồi Có cơm bưng nước xót không cần nấu ăn Trước kia ở nhà thì mẹ hầu hết Giờ không biết nấu, chỉ biết nịnh thôi à? tôi cười nịnh để mẹ nấu ăn chứ không nịnh chỉ có nhịn đói đúng không ạ trên đó muốn làm nhưng mà mẹ chồng không cho con làm ấy chứ để con bưng lên cho cháo nóng bưng cẩn thận đấy tôi gật đầu con bưng được mẹ đừng có lo tí hết nồi cháo luôn đấy mẹ ạ mắt thì to hơn bụng lúc đó không hết coi chừng không hết thì chồng con ăn mẹ lo gì mẹ lên ăn cùng với bọn con luôn đi thì dung nói anh dễ giận rồi ở đó mà ăn giúp chị nghe tới đây tôi cười vậy thì em ăn Bưng gà lên đi, chị bê cháo lên đây. Hai chị em tôi bê nổi cháo lên đến nhà, vừa vào thì Vĩnh Tường bê tới. Sao không kêu tôi bê lên? Anh xuống rồi lại đi lên, kêu thế nào được? Anh cứ ngồi đi, anh tránh ra, để tôi bỏ xuống không bỏng bây giờ. Vĩnh Tường đáp. Hay là để kêu tên Khanh bê giúp cô? Tôi cau mày nhìn anh ta nói nhỏ. Lúc nãy anh nghe hết rồi à? Tại tôi đâu có điếc mà không nghe cô nói. Sao lúc đó có người yêu không nói ra? Quên mất là cô ham giàu, nên chấp nhận lấy tôi mà. Tôi không đáp lại vĩnh tưởng mà bê nồi cháo lên bàn. Tôi đứng sắp chén đũa ra chờ ba tôi tắm xong rồi cả nhà cùng ăn. Ngon quá mẹ ạ, gà quê đúng là ngon nhất. Vĩnh tưởng nói. Vậy để mai mốt, đem một đàn gà lên cho em nuôi nha. Vườn nhà anh rộng lắm, nuôi tha hồ ăn. Tôi lắc đầu. Khen gà nhà em ngon, chứ có ý định nuôi đâu. Anh không ăn đi. Anh đang ăn đây, nhưng nóng quá. Anh không biết thổi à, có cần em đút cho anh ăn không? Mẹ tôi nói. Khánh Vy, con nói chuyện cái kiểu gì vậy hả? Con đùa thôi mà mẹ, con ăn đây ạ, nghỉ ngơi chiều con đi gặt lúa. Thôi, ở nhà đi, mẹ đã nói rồi, đừng có ra đó, lâu rồi con làm không quen đâu." Tôi lắc đầu. "Không sao ạ, con không gặt, con làm việc khác, mẹ đừng có lo cho con." Vĩnh Tường hỏi. "Khánh Vy mà cũng biết gặt lúa?" "Tại sao không? Em gặt được hết luôn đấy. Anh lo ăn đi, xem mẹ em nấu có ngon không." Cả nhà cùng nhau ăn không nói lời nào nữa, ăn xong thủy dung đem chén bát xuống rửa còn lại tôi đi thẳng vào phòng lấy đồ mua ở trên thành phố đem ra ngoài đồ của ba mẹ đây thuốc bổ rồi quần áo của ba mẹ đấy thiếu gì nó con mua thêm mẹ tôi nói về chơi là được rồi lại còn quà cáp làm gì vĩnh tường đáp mẹ muốn mua gì bảo vợ con mua cho cô ấy nay đầy tiền mẹ ạ tôi quay sang nói với vĩnh tường tiền ở đâu mà nhiều anh lại nói tào lao rồi đấy tháng nào mẹ chẳng chuyển tiền cho còn tiền của anh nữa mà sai sao mà hết anh điêu vừa thôi tiền vẫn trong thẻ đó chứ em có xài đâu vậy là có tiền còn gì em đưa cho ba mẹ em đi anh cho thêm tiền xây lại nhà chứ không lại mang tiếng con gái đi lấy chồng có tiền mà không xây được nhà cho ba mẹ tôi không nghĩ anh ta lại muốn xây nhà cho ba mẹ tôi tôi đang định trả lời thì ba mẹ tôi lên tiếng nhà này ba mẹ ở được rồi không cần xây đâu vĩnh tường đáp con thấy nhà cũ quá rồi ba mẹ cứ xây đi thiếu bao nhiêu con giúp chứ không mẹ con lại trách nữa Tôi đáp Mẹ Kim trách hồi nào, anh tự nói cơ mà Nhìn nhà thế này Em để cho ba mẹ em ở vậy được sao Tháng sau ba mẹ cứ nói người xây Con sẽ chuyển tiền về cho ba mẹ Con là rể phải lo cho ba mẹ chứ Nếu anh muốn thì anh tự lo đi Mẹ tôi nói Khánh Vi, con nói chuyện với chồng như thế à Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi Tôi xị mặt xuống Có con rể về mẹ toàn mắng con không Đồ con bỏ trên bàn đấy, mẹ cất đi Con vào trong ngủ trưa đi ạ Tôi đứng dậy đi vào, chợt nhớ lại anh ta kêu chật nên tôi lướt vào phòng của thủy dung đi tới giường tôi nằm xuống bấm điện thoại gọi cho diễm my tao nghe đây mày được lắm đến nhà sao không gọi tao dậy mà về nhà luôn vậy thì đến nhà tao thì tao xuống thôi về nhà vui chứ tao thấy chồng mày cũng tốt đấy dáng mà có tình cảm đi tôi bĩu môi nếu tao có anh ta cũng không yêu tao đâu mày đừng có lo mày không nhớ tao kể anh ta bảo đừng yêu anh ta à mày không nhớ hả à? à bí đỏ sao rồi bí đỏ cũng đỡ rồi nhưng tí nữa tao lên trên huyện để bác sĩ khám lại để tao nói vĩnh tường đưa mày đi diễm my từ chối thôi tao trở đi được rồi để chồng mày nghỉ ngơi đi đừng phiền chồng mày nữa không sao đâu chưa nắng nôi chở bí đỏ đi mệt hơn đấy anh ta về đây rảnh lắm ừ vậy cũng được mày nghỉ đi tí đi tao gọi nhé ừ tắt điện thoại xong tôi bước xuống giường mở cửa ra ngoài thấy vĩnh tường đang nói chuyện với ba mẹ tôi rôm giả lúc trước về đây anh ta mặt nặng mày nhẹ bây giờ cười nói như thế tôi đi tới nói vĩnh tường lát nữa anh đi với tôi đưa bí đỏ đi khám nhé em không đi gặt lúa nữa à nãy hùng hồ đi gặt lúa lắm cơ mà để mai đi chứ giờ bí đỏ đi khám trên huyện anh có ô tô lái chở đi được không xin mẹ học ô tô rồi lên thành phố anh tập cho muốn đi đâu thì đi nhất định lên thành phố để tập chưa đi với anh em sợ lắm giờ anh vào ngủ trưa đi để ba mẹ còn nghỉ trưa nữa ba tôi bảo con bé này Muốn đi ngủ thì vào ngủ trước đi, ba mẹ đang nói chuyện, chứ dễ gì Vĩnh Tường về đây." Tôi bĩu um môi. "Con rể người ta một năm về mấy lần, còn anh ấy nửa năm mới về một lần, anh ấy có gì đâu mà nói?" "Có chứ, kể xấu em thì đầy ra." Tôi nhìn sang Vĩnh Tường. "Anh kể đi, có tin là em kể về anh trên đó đối xử với em thế nào không?" Vĩnh Tường cười. "Con người ai chẳng có lúc tốt lúc xấu, tuy anh xấu nhưng anh vẫn lo cho em còn gì." Buồn nôn, thôi đi ngủ đây. Nhớ tí nữa anh dậy chở em đi đấy Ừ vào ngủ đi Lát gọi anh dậy anh chở em đi Nghe xưng hô của tôi và Vĩnh Tường Làm tôi nổi hết cả da gà Tôi quay người lại bước vào trong phòng của Thủy Dung Nằm mãi rồi ngủ một giấc Ngủ được một tiếng tôi nghe tiếng chuông điện thoại Mở mắt ra nhìn số của Diễm My tôi liền nghe Chuẩn bị đi hả Chờ tao tí ngủ quên mất Đã nói tao tự đi không chịu Đòi chở đi để mất ngủ chưa Quên tí thôi mà chờ tao thay đồ rồi qua chở đi liền nha Ừ nhanh lên Tôi tắt điện thoại, xong rồi đi về phòng của mình để thay đồ. Vừa vào thấy Vĩnh Tường nằm ngủ ngon lành, chắc sáng đi xe mệt nên mới ngủ như thế. Giờ kêu dậy lại sợ anh ta cáu. Tôi đành mặc đồ xong, rồi bước đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh không thấy ba đâu. Chắc là đi ra đồng rồi. Tôi đi ra sau, thấy mẹ đang ngồi làm đồ gì đó nên tôi hỏi. Mẹ cho con mượn chìa khóa xe máy, để con qua nhà Diễm My với, đưa bí đỏ đi khám với mẹ. Sao lại nói Vĩnh Tường đưa đi? Anh ấy ngủ ngon quá nên là không dám gọi, để cho anh ấy ngủ, con đi xe máy cũng được ạ con đi nha mẹ ừ đi đi chìa khóa mẹ để trên bàn đấy dạ vâng tôi đi vào trong nhà lấy chìa khóa rồi ra ngoài lái xe máy chạy qua nhà diễm my bước xuống xe tôi bước vào nhà thấy diễm my đang mặc đồ cho bí đỏ giờ mới mặc đồ cho bí đỏ à nhanh lên tao đưa đi sắp xong rồi đây nhưng mày đi xe máy hay sao mà đội mũ bảo hiểm thế tôi gật đầu ừ tao đưa đi chứ tên chồng tao ngủ say quấn cần câu rồi vậy mà lúc chưa nói oai lắm cơ nếu vậy để tao chở mẹ đi cũng được Lâu rồi mày về nhà Không ở nhà chơi đi theo tao làm gì Ba tao ra đồng Mẹ tao làm việc nhà rồi Rảnh cũng chẳng biết làm gì Qua đưa bí đỏ đi khám bệnh Phải không bí đỏ Bí đỏ cười Dạ Dì Vi không nhớ con sao Nãy giờ dì Vi không nói chuyện với con Tôi ngồi xuống véo má bí đỏ Dì thấy Nhưng bận nói với mẹ con Nhanh lên Dì đưa bí đỏ lên huyện đi khám bệnh Rồi mua đồ chơi nhá Bí đỏ cười tươi Dạ dì Vi xinh đẹp mới nhỏ đã biết nịnh rồi, nhanh lên gì đưa đi, mau hết bệnh rồi khi nào rảnh mẹ Mi đưa lên thành phố chơi với gì nhá? Bí đỏ gật gật. Dạ, Bí đỏ mong mẹ Mi học xong về với con, chứ con với bà ngoại buồn lắm gì ạ. À? Thôi, chúng ta đi không muộn, con cố gắng học rồi ngoan ngoãn, mẹ Mi sẽ về với con nhá Dạ vâng, ngoan. Tôi đứng dậy, nắm tay Bí đỏ bước ra ngoài thì thấy Vĩnh Tường từ ngoài bước vào, mặt anh ta hầm hầm bảo, sao không gọi tôi dậy đưa đi? tôi thấy anh ngủ say nên đi xe máy qua chở diễm my đi làm gì mà tức giận thế nhanh ra xe đi tôi chở đi tôi quay sang diễm my ông chồng đáng ghét tới rồi cứ tưởng là mệt ngủ say không gọi giờ qua làm cái mặt như thế chứ đi thôi bí đỏ hớn hở ai về ạ à? chồng của dì vi đấy vậy sao mẹ không có chồng ba con đâu rồi mẹ nghe tới đây diễm my khựng lại xoa đầu bí đỏ ba con đi xa rồi giờ con chỉ có mẹ và bà ngoại sau này ba về nhé mẹ đã nói bao nhiêu lần không nhớ sao khuôn mặt bí đỏ xị ra rồi gật đầu dạ con chở ba về chơi với con chưa đi học con thấy bạn có ba dẫn tới trường con thích có ba lắm mẹ ạ tôi nghe bí đỏ nói thế vội kéo tay nó chứ không diễm my nhớ lại quá khứ nữa cuộc đời diễm my đã khổ rồi gặp phải tên sở khanh làm cho nó có thai rồi đi sang nước ngoài không một tin tức nào một mình diễm my cùng với mẹ nuôi bí đỏ đến tận bây giờ nên tôi thương hai mẹ con diễm my lắm chúng ta đi thôi khám bệnh cho bí đỏ rồi đi chơi nhé bí đỏ cười dạ đi tôi gì vi tôi nắm tay bí đỏ rồi quay sang diễm my vui lên mặt sĩ ra thế kia chuyện gì qua thì cho qua đi giờ mày học hai năm rồi về với bí đỏ thôi ừ tôi nắm tay bí đỏ đi ra ô tô của vĩnh tường bí đỏ la lên đi ô tô à gì vi ừ bí đỏ thích không thích ạ à, con thích đi ô tô lắm nhưng chưa lần nào được đi cả. Giờ lên xe, chú tưởng chờ con đi khám bệnh nhé. Vâng. Tôi mở cửa ra cho bí đỏ ngồi vào rồi cùng với Diễm My ngồi vào trong xe. Anh lái xe đi, tôi chỉ đường cho. Vĩnh Tường lên tiếng hỏi. Diễm My, em chỉ đường cho anh đi. Tôi thấy Vĩnh Tường ngó lơ mình nên tôi không nói chuyện với anh ta nữa mà quay mặt ra ngoài. Muốn giận tôi thì cho giận luôn. Đàn ông mà hở tí là giận. Tưởng tôi không biết giận chắc. Một lúc sau tới bệnh viện, Tôi bước xuống xe, dắt bí đỏ đi để lại anh ta ở phía sau. Diễm My liền gọi. Khánh Vi, mày biết chỗ nào không mà dắt bí đỏ đi nhanh quá vậy? Tôi dừng lại chờ Diễm My vì giận vĩnh tưởng nên tôi mới như vậy. Tôi liền nói. Chứ tao không biết hỏi y tá chắc. Thôi, mày đứng đây chờ tao, dẫn bí đỏ vào khám. Chứ vào trong làm gì? Hai vợ chồng mày ra kia ngồi chờ tao đi. Tôi đành gật đầu. Vậy mày dắt bí đỏ vào trong khám đi, xong rồi gọi cho tao. Ừ. Sau khi Diễm My dắt bí đỏ vào trong, tôi không thèm ngó tới vĩnh tường nữa mà bước đi. Cô đi đâu đấy? Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan gì tới anh? Ở đây tôi không quen ai, cô đi như thế rồi, sao tôi kiếm được cô? Anh không có điện thoại à? Tôi sang quán kia ngồi chờ Diễm My. Vậy cô chờ tôi đi cùng, làm gì mà đi nhan cướp thế? Tôi không muốn nhìn mặt anh. Vừa dứt lời, tôi quay mặt đi thì va trúng một người nào đó, tôi liền ngước lên chuẩn bị xin lỗi thì thấy người trước mặt tôi không ai khác là Khanh ánh mắt thân quen nay lại có vài phần lạ lẫm muốn trở thành người lạ nhưng lại không thể lừa nổi quá khứ đã từng quen nhìn thấy khanh trái tim tôi như đau thắt lại một người đã từng yêu bây giờ đứng trước mặt tôi không thể nói nên lời tôi giả vờ như chưa từng quen mà bước tiếp khánh vi muốn bước đi tiếp nhưng nghe tiếng gọi phía sau của vĩnh tường cứ gọi tôi quay lại thấy khanh cũng đã rời đi anh chắc là hận tôi nên cũng không muốn thấy tôi như vậy nữa với lại nghe tin khanh sắp lấy vợ thì làm sao muốn nhìn mặt tôi ngay lúc này chỉ nửa năm mà thấy khanh gầy đi trông thấy tôi quay mặt rời đi thì vĩnh tường đi tới bên cạnh cô quen anh ta à? sao mà ngó anh ta quá vậy hay tên đó là tên khanh người yêu cũ của cô tôi không ngần ngại mà gật đầu đúng rồi đấy ảnh hưởng tới anh không vĩnh tường im lặng vài giây rồi nói gặp lại người yêu cũ cô thay đổi sắc mặt nhỉ hay là còn tình cảm với anh ta còn thì sao không còn thì sao chúng tôi cũng không thể quay lại được nữa vì tôi làm vợ với tên khùng như anh vĩnh tường cau mày cái cô này đang hỏi sao lại chửi tôi khùng nhìn tên nó cũng được đấy nhưng mà không đẹp trai và nhiều tiền bằng tôi tôi bĩu môi anh thôi đi đừng có tự sướng như thế tôi qua kia ngồi chờ diễm mi đây anh đi chỗ khác đi hở tí là hờn đồ con trai nhỏ mọn gặp lại người yêu cũ xong muốn chửi tôi à ai bảo cô đi không gọi làm gì anh bớt cái tính con nít lại đi Đừng có hở tí là giận với hờn Tôi chưa giận anh là may đấy Nãy giờ cô giận tôi Nên mới đi thật nhanh Ai ngờ va trúng người yêu cũ Nên tức giận qua tôi chứ gì Tôi khó chịu nói lại Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ Tôi qua kia nắng nôi Anh muốn đứng đây cãi nhau à Anh không cãi với tôi Anh không yên tâm hay sao Đâu có đâu Ở nhà anh Em ngọt ngào Ra đây khó chịu với tôi Đồ bà Trần Vĩnh Tường nói xong rồi đi thẳng Không thèm để ý tới Khánh Vi nữa tôi thấy vĩnh tường bước đi cũng nhanh chân đi theo không biết tôi lấy chồng để làm gì để suốt ngày cãi nhau rồi hai bên giận hờn vô cớ đi vào quán cà phê ngồi xuống tôi không thèm nói chuyện với vĩnh tường ngồi bấm điện thoại thì nghe tiếng gọi đây có phải khánh vi không nhỉ tôi quay lại thấy cẩm tú đang đi tới trước mặt tôi người con gái khi xưa tôi ghét cay ghét đắng nghĩ mình là con nhà giàu luôn luôn khinh thường người khác bây giờ gặp lại tính cách vẫn kiêu căng như vậy tôi bình thản đáp chứ không thì là ai bạn cũ lâu ngày gặp lại, chào nhau một tiếng không được à? Lâu rồi không gặp, nhìn khác quá nhỉ? Đúng là làm dâu nhà giàu có khác, xưa nhìn lúa lắm mà. Nghe cầm tú đang mỉa mai tôi, tôi cầm ly cà phê nhấp môi rồi đáp: Làm dâu nhà giàu thì sao? Có ảnh hưởng gì tới cô không? Không nói được câu nào tử tế thì im miệng lại đi. Đừng nghĩ là mỗi mình giàu là không coi ai ra gì, xưa rồi nhá. Bây giờ chắc tôi giàu hơn cô rồi đấy, đất vài mảnh, cổ phần công ty lớn, hơn cô chưa. Gương mặt cầm tú đỏ gay lên lắp bắp Tôi nói vậy thôi Chưa biết đâu cô lên thành phố Chỉ làm ô xin chứ làm vợ gì Làm dâu nhà giàu mà ăn mặc thế kia à Tôi đáp lại Ăn mặc như thế nào mới là dâu nhà giàu Ăn mặc xến xuống như bảy sắc cầu vòng như cô à Tôi không giống cô đâu Đừng có mà so sánh Bộ đồ tôi mặc bằng cả tháng lương của cô đấy Nếu vào đây uống nước thì ngồi xuống tôi mời Bây giờ tiền tôi nhiều xài không hết Nên cô đừng tỏ ra khinh thường tôi Tôi cầm thẻ đen trong túi đặt lên bàn khiêu khích cô có thể đem như tôi không khi nào có thì hãy xem thường tôi giờ phiền cô đi ra chỗ khác dùng tôi cẩm tú hằn học không hiểu tại sao khi xưa anh khanh lại để mắt tới một người như cô giáo viên mà ăn nói như thế tôi cười giáo viên cũng là người cũng giống như cô thôi cô hỏi thử xem nãy giờ tôi có nói tục tiễu gì không có khinh thường ai không đến đây gây sự với tôi giờ lại còn lôi ngành nghề ra mà nói khanh yêu tôi là chuyện riêng của chúng tôi liên quan gì tới cô bây giờ tôi với khanh không còn là gì thế cô tán được anh ấy chưa cẩm tú nói yêu mà cô bỏ anh khanh đi lấy chồng cô vì tiền cả chứ gì bây giờ anh khanh sắp lấy vợ rồi mà người anh ấy lấy là tôi đấy nếu rảnh hai hôm nữa mời cô đến tham dự tôi không nghĩ khanh lại lấy cẩm tú lúc xưa tôi biết cẩm tú thích khanh cô ta luôn tiếp cận khanh nhưng khanh lại từ chối để đến với tôi vậy mà bây giờ người anh ấy cưới lại là cẩm tú tôi nhích môi cười tôi đến đó làm gì để xem hạnh phúc của cô à Chúc mừng cô đã giành được trái tim của Khanh nhé. Tôi với Khanh bây giờ không còn yêu nhau đâu, vì tôi đã có chồng rồi nên không cần giới thiệu làm gì. Giờ cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi, chứ tôi không muốn nói với một người như cô. Cẩm tú hẳn học, quay người bước đến bàn khác để lại tôi cười khoái chí Muốn chọc tức tôi đâu có dễ, dù có chút buồn nhưng Khanh muốn lấy ai là quyền của anh ấy. Tôi với Khanh cũng không thể quay lại, tôi cầm ly cà phê uống thì vĩnh tưởng lên tiếng. Cô cũng ghê phết nhỉ, Khoe mình có tiền Còn dơ cả thẻ đen ra luôn Sao không ghê Không lẽ ngồi im để cho cô ta muốn nói gì thì nói sao Vậy là người yêu cũ của cô sắp lấy vợ Cô lại mất cơ hội rồi à Không buồn à Buồn thì ích gì Chúng tôi không thể đến được với nhau Anh ấy cũng cần có hạnh phúc chứ Còn cô không muốn có hạnh phúc sao Chúng ta có thể Tiếng chuông điện thoại của Vĩnh Tường vang lên Làm anh ta tức tối trong lòng Anh cầm điện thoại ra thấy số của thư ký Anh liền đứng ra ngoài nói chuyện tôi thấy vĩnh tưởng đi ra ngoài tiếp tục bấm điện thoại gọi cho diễm my bí đỏ sao rồi chờ chút bí đỏ sắp vào khám rồi tí ra tao nói cho ừ cứ khám đi tao chờ ở ngoài tắt điện thoại xong tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đúng lúc vĩnh tưởng đi vào tôi nói anh bận việc thì cứ về trước đi tôi ở đây vài hôm tôi lên sau cô muốn tôi về đến thế cơ à hay là ở lại đi đám cưới của người yêu cũ anh bị điên à nghĩ sao tôi đi được Đi được mà, đến để chúc phúc cho người yêu cũ chứ Vậy nếu Trâm cưới chồng Anh có đến dự đám cưới cô ấy không? Vĩnh Tường thay đổi nét mặt lại Tôi hỏi tiếp Nhắc đến Trâm là anh thay đổi liền Vẫn còn tình cảm với Trâm chứ gì Ai bảo? Tôi đã bỏ là tôi bỏ chứ không còn Tôi không giống cô Sao không giống tôi? Tất cả là lỗi của tôi Nên tôi cũng không thể níu kéo được Anh ấy có quyền lấy vợ mà Anh đừng có nhắc đến Khanh nữa Tôi không nhắc người yêu cũ của anh sao anh cứ nhắc chuyện của tôi hoài vậy vậy thì không nói nữa chuyện xây nhà thế nào cô có chịu xây nhà cho ba mẹ không để tôi cho người xây luôn làm gì mà anh gấp thế xây nhà to có gì sau này tôi về ngủ cho rộng không được à cần bao nhiêu tôi chuyển qua cho tiền tôi không thiếu tôi bĩu môi vâng biết anh nhiều tiền rồi nếu anh muốn xây cho ba mẹ tôi thì cứ xây đi tiền anh tự đi mà lo tôi không thèm đáp vĩnh tường nữa mà ngồi bấm điện thoại một lúc thì diễm my gọi khám cho bí đỏ xong rồi tôi đứng lên thanh toán tiền nước rồi cùng Vĩnh Tường bước ra gặp Khanh lại bước vào. Đang chuẩn bị đi thì cầm tú gọi Khanh. Chồng ơi, anh khám xong rồi à? Gặp lại Khánh Vi mà cô ấy không chào anh lấy một tiếng luôn nhỉ? Lúc nãy cô ấy khoe với em, cô ấy lấy chồng giàu lắm nên giờ khinh thường mọi người luôn đấy anh. Khanh không trả lời định bước đi tiếp mà cầm tú giữ tay lại. Anh sao thế? Gặp lại bạn cũ mà anh lại lơ thế à? Hay là thấy Khánh Vi giàu nên là anh ngại? Tôi nghe Cẩm Tú vẫn khiêu khích mình nên quay sang nói, "Tôi giàu hay không, có liên quan gì tới cô không mà cô nói mãi thế? Lâu rồi không gặp, miệng cô vẫn thối như xưa nhỉ?" Cẩm Tú nắm lấy tay Khanh nhõng nhẽo, "Chồng, anh thấy Khánh Vi ghê gớm chưa? Em chỉ nói vậy thôi mà cô ấy nói em như thế, anh là chồng phải bảo vệ vợ chứ." Khanh nhìn về phía tôi. "Khánh Vi, lâu rồi không gặp." Vĩnh Tường lên tiếng, "Khánh Vi có chồng rồi, gặp anh để làm gì?" Để vợ anh nói nhăng nói cuội vợ tôi nãy giờ như thế à? Nói vợ anh giữa cái miệng lại Không vợ tôi mà nổi khùng lên Vợ anh không nói được nữa đâu đấy Tôi nghe vĩnh tưởng nói như vậy Kéo tay anh ta lại Anh đi vào đón bí đỏ đi Anh chuẩn bị đi đây Chưa nghe vợ người ta nói em anh không chịu được Không nói lại tưởng là mình câm Phải biết bênh vợ chứ Cẩm tú thấy vậy thì lên tiếng Anh thấy chưa Khánh Vi được chồng bênh vực kìa Cô ấy tất nhiên là vì tiền nên bỏ anh Bây giờ anh cố gắng làm ăn nuôi con nữa chứ như ai kia lấy cả nửa năm đâu có con đâu lúc này tôi không cho qua nữa mà quay sang nói cô giữ cái miệng cô lại tôi có con hay không ảnh hưởng tới cô không cô cứ khiêu khích tôi là sao vĩnh tường nắm lấy tay khánh vi em có thể sinh đôi luôn đấy chứ nhỉ một đứa ăn thua gì chúng ta đi thôi diễm my gọi rồi ừ tôi đang bực gặp tên chồng nhảy thế này làm tôi muốn cười cũng không cười được tôi liếc mắt nhìn khanh ánh mắt của khanh nhìn tôi chằm chằm Tôi vội quay người lại đi thẳng vào bệnh viện Này, chân cô ngắn mà đi nhanh thế hả? Tại cái miệng của anh nói nhiều Làm tôi bước đi nhanh hơn thôi Cô không cảm ơn tôi đã nói giúp à Lại còn mặt nặng mày nhẹ với tôi Lâu lâu anh cũng được việc phết nhỉ Thế có đi ăn cưới hai người đó không? Tôi đưa đi Đảm bảo là cô nổi hơn cô dâu luôn Tôi nhíu mày Anh bị rảnh à? Về đây rảnh chứ bận gì đâu Tôi nghĩ anh làm giám đốc là sai lầm rồi đấy anh phải làm luật sư đi cãi mướn được đấy chứ anh cứ hơn thua với tôi làm gì tôi thích được không giờ cô vào dẫn bí đỏ ra đây cô đứng mà nói lại tôi cũng hết ngày vâng tôi đi thẳng vào trong đúng lúc diễm my nắm tay bí đỏ bước ra bí đỏ hết bệnh chưa bí đỏ gật đầu con hết bệnh rồi gì vi giờ dì dẫn con đi chơi đâu ạ à? bí đỏ thích đi đâu dì dẫn đi dạ con muốn đi chơi nhưng giờ này đi đâu được ạ à? lâu rồi tôi với Diễm My mới lên huyện nên cũng không biết chỗ nào để chơi tôi nói chúng ta đi mua đồ chơi nha bí đỏ cười tươi vâng con thích đồ chơi lắm tôi nắm tay bí đỏ cùng với Diễm My đi ra xe Vĩnh Tưởng đang chờ vừa vào thì tôi nói anh đi chậm chậm thôi xem chỗ nào bán đồ chơi cho trẻ em anh ghé vào mua cho bí đỏ được không ừ Vĩnh Tưởng lái xe rời đi được một đoạn thấy xốp đồ của trẻ em còn có đồ chơi nữa tôi cùng với Diễm My bước xuống xe nắm tay bí đỏ bước vào trong tôi để cho bí đỏ thích gì thì chọn nấy quay ra sau thấy vĩnh tường cũng vào anh ta đang cầm đồ súng đồ chơi tôi đi tới hỏi anh cũng muốn chơi súng à xem súng ngắn hay dài có dài hơn tôi không anh có gì mà dài vĩnh tường khẽ nhích môi cười muốn thì tối về tôi cho cô thử xem dài hay ngắn nhìn mặt gian xảo của anh ta tôi đoán ra được anh ta đang suy nghĩ gì tôi nói anh muốn thì tự đi mà thử một mình đi dù gì chúng ta cũng là vợ chồng Thấy cô thích bí đỏ như vậy Để tôi tạo cho cô một đứa mà chăm không thích à Tôi hét lên Đồ điên, anh muốn tự đi mà đẻ Nói nhỏ thôi, người khác nghe bây giờ Tôi là đàn ông sao mà đẻ được Phải có cô chứ Tôi nhẹ giọng lại Tôi với anh không yêu nhau, đẻ ra rồi khổ con tôi à Dù gì sau này chúng ta cũng ly hôn thôi Trong đầu cô suốt ngày chỉ có câu ly hôn thôi à Cô muốn ba mẹ cô buồn hay sao Tôi nhìn vĩnh tường Vậy anh muốn chúng ta sống lâu dài với nhau à? tôi với anh không có tình yêu hạnh phúc được không tôi còn trẻ không muốn chôn chân với một người đáng ghét như anh vừa dứt lời xong thì bí đỏ đi tới dì vi ơi con chọn xong rồi vậy đi ra đi dì tính tiền rồi chúng ta đi ăn nhé bí đỏ cười tươi dì vi ơi con thích ăn đùi gà con thấy trên tivi ý gì con thích ăn gà kfc đúng không vậy để dì đưa đi diễn My tới nói mày đừng có chiều bí đỏ như vậy để nó về ăn cơm chứ ăn cái đấy sao ăn cơm được nữa Lâu lâu về dắt con gian không được à? Mình khổ rồi, để cho bí đỏ được ăn những món nó thích đi. Đứng đây, chờ tao tính tiền rồi đi nhá. Tao có tiền mà. Tao mua cho bí đỏ chứ mua cho mày đâu. Mày có mua gì cho mẹ không, tao dẫn đi mua luôn. Diễm My lắc đầu. Thôi, có gì tao mua sau, giờ đưa bí đỏ đi chơi rồi về. Ừ, tôi cầm đồ trên tay bí đỏ tới để tính tiền. Nhìn sang thấy vĩnh tưởng đứng đó, thấy mặt anh ta có vẻ buồn. Không lẽ lúc nãy tôi nói quá đáng lắm hay sao? Nhưng cũng đúng mà, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là do người lớn sắp đặt chu làm gì có tình yêu nhiều lúc thừa đặt tình cảm với vĩnh tường nhưng tôi thấy cảm giác mình không cân xứng với anh ta cũng đâu có tình cảm với tôi nếu như trâm không lừa dối anh ta chắc bây giờ anh ta vẫn còn qua lại với trâm chứ cũng không phải đi theo về đây nhưng dạo gần đây thấy anh ta đối xử với tôi không như lúc đầu không lẽ anh ta muốn cùng tôi sống lâu dài tôi gạt đi suy nghĩ đó rồi chuẩn bị tính tiền thì vĩnh tường đi tới hai người ra ngoài trước đi để tôi tính tiền cho tôi có tiền rồi anh ra ngoài đi tiền cô cũng như tiền tôi ra ngoài đi anh thích thì cho anh tính tôi rất bí đỏ và kéo tay diễm my ra ngoài để vĩnh tưởng tính tiền còn thẻ của tôi đang cầm là của anh ta cho với lại mẹ chồng cho nhiều hơn lương tháng của tôi đi làm bước vào trong xe tôi nói với diễm my tao không biết sau này tao sẽ ra sao nữa sao lại hỏi vậy bộ có chuyện gì à vĩnh tưởng không muốn ly hôn Tao cảm thấy anh ta có tình cảm với mày rồi đấy Nếu mở lòng được thì mở đi Tao nghe Khanh hai ngày nữa đám cưới rồi Tôi đáp Tao biết rồi, lúc nãy ở ngoài bệnh viện tao đã gặp lại Khanh Diễm My ngạc nhiên Thật á, gặp lại có nói chuyện với nhau không Tôi lắc đầu Không Khanh bỏ đi vào bệnh viện Rồi lúc sau tao vào quán cà phê ngồi thì gặp Cẩm Tú Người Khanh lấy là Cẩm Tú đấy Hả Tao nghe mẹ nó lấy vợ, chứ tao không hỏi lấy ai Không ngờ là Khanh lại lấy Cẩm Tú đấy khi xưa khanh ghét cẩm tú lắm cơ mà thì thời gian trôi đi cũng làm cho con người thay đổi với lại cẩm tú có thai rồi vì thế nên mới cưới chứ tao cũng biết là khanh không thích cẩm tú đâu hiểu nhau quá cơ đúng là không biết được chữ ngờ nhỉ tôi nói chữ ngờ đó là tao đột nhiên lấy chồng chia tay khanh đây này khanh muốn lấy ai là quyền của anh ấy tao đâu thể làm gì được tao cứ nghĩ gặp lại khanh tao sẽ đau lòng hơn nhưng mà đang định nói thêm thì thấy vĩnh tường mở cửa xe bước vào nên tôi dừng lại tôi thấy vĩnh tường xách nhiều đầu hơn lúc nãy bí đỏ chọn tôi hỏi sao nhiều thế anh lại bỏ thêm à ừ lâu lâu về thăm cháu thì mua cho nhiều vào cô keo quá lại là súng hả hay là anh mua cho anh chơi cho bí đỏ chơi đầu cô lại suy nghĩ gì đấy anh nghĩ vớ vẩn anh lái xe đi cho bí đỏ đi ăn rồi về về đây tôi làm tài xế cho cô nhỉ tôi có bắt anh về đâu mà anh lại nói như vậy giờ anh có chở đi không hay là tối tôi đưa mẹ con diễm my đi cũng được cô lớn rồi không biết trẻ mới bệnh xong không được ăn dầu mỡ à đi ăn món khác đi tôi nghe vĩnh tường nói cũng đúng lúc nãy quên bí đỏ vừa mới ốm dậy mà tôi lại cho ăn gà tôi quay sang sau hỏi bí đỏ con muốn ăn gì để gì đưa đi diễm my từ chối thôi về nhà đi giờ về nhà nấu ăn cho ba mẹ mày đi bí đỏ khi nào rảnh tao đưa đi về nhà mấy ngày cơ mà vậy cũng được nhưng mà vĩnh tường anh không về trước đi công việc ở trên đó nhiều anh về mấy ngày vậy có được không? Cố yên tâm đi, tôi lo được. Hay là muốn ở lại dự đám cưới nên bắt tôi về. Anh không khịa tôi anh không chịu được à? Chắc vậy. Nghe anh ta rừng dưng làm tôi bực bội hơn. Tôi không muốn nói với anh ta nữa mà cầm lấy đồ chơi đưa cho Bí Đỏ. Đồ chơi của con đây. Có đồ con thích lúc nãy mà mẹ không cho con đây này. Mẹ kêu mắc tiền nên con không dám lấy. Giờ có luôn con thích quá. Thấy Bí Đỏ vui vẻ làm tôi thấy thương vô cùng nhưng không nghĩ vĩnh tường cũng để ý đấy chứ anh ta cũng không xấu gì mấy làm tôi cũng mùi lòng hơn tôi nhìn sang vĩnh tường muốn nói nhưng anh ta lại cướp lời muốn cảm ơn thì thôi khỏi sao anh biết anh đọc được suy nghĩ của tôi à ở với cô bao lâu tôi có thể hiểu tính cô chứ giờ ngồi im lặng để tôi lái xe có muốn mua gì nói tôi mua luôn tôi lắc đầu tôi không mua gì hết anh đưa mẹ con diễm my về nhà là được vĩnh tường lái xe thẳng về nhà diễm my Tôi cũng bước xuống để vào lấy xe máy về Đi vài bước thì Vĩnh Tường gọi lại Cô không về nhà hay sao Mà lại vào trong đó Tôi lái xe máy về nhà chứ Anh về trước đi tôi vào sau Vậy cô về sau nha Xe máy hợp với cô hơn là đi ô tô đấy Tôi lườm Vĩnh Tường rồi đi thẳng vào trong nhà Diễm My Nói chuyện một lúc tôi lái xe máy về Vừa tới nhà Thì tôi thấy hai mẹ con cô Hồng gần nhà Đang nói chuyện với mẹ Nhưng không thấy xe của Vĩnh Tường đâu Rõ ràng lúc nãy anh ta về trước tôi cơ mà Tôi đi tới chào Cháu chào bà Tư cô Hồng Ôi chú cha Con Vi nó về rồi đấy hả Lấy chồng bây giờ nhìn xinh gái ra Nhìn ra dáng con gái thành phố rồi đấy Có ai ở trên đó giới thiệu cho con Thư nhà bà với Nó sắp ế chồng tới nơi rồi Tôi đáp Lấy chồng làm gì cho Du thêm lời buồn hả à bà Nói Thư ở vậy cho vui cửa vui nhà bà Lấy chồng như đeo gông vào cổ Chứ có sướng gì đâu Cô Hồng nói Lấy như cháu thì sướng lắm Ở đây không có ai lấy chồng giàu như cháu đâu có muốn cũng không được ấy chứ. Phúc ai nấy hưởng cô ạ, lấy chồng giàu có cái sướng của giàu, lấy chồng nghèo có cái sướng của nghèo, nhưng cũng có cái khổ đấy. Người ngoài lúc nào nghĩ cũng thấy sướng, nhưng đâu biết ở bên trong thế nào đâu ạ. Nhưng mà cháu lấy chồng cũng sướng thật cô ạ, tiền đầy thẻ chẳng phải lo nghĩ gì. Cô sau này mà cho con tư lấy chồng giàu, nhớ gọi cháu về ăn đám nhé cô Hồng. Con nhỏ này, mồm mép vẫn như xưa nhỉ, cô đùa thôi, làm gì mà cháu phải nói thế, cháu lấy chồng giàu kệ cháu chứ. Tôi cười Cháu nói vậy thôi chứ có nói gì đâu Thôi cô với bà Tư ngồi chơi Cháu vào nhà đây ạ Tôi quay mặt đi vào trong Chứ đứng ở đây cô Hồng lại móc méo tôi nữa Bà Tư thì không sao Chứ cô Hồng hàng ngày ganh tị với ba mẹ tôi Biết tôi lấy chồng giàu nên ghét lắm Nhưng vẫn thảo mai qua đây bắt chuyện Tôi cũng không ưa gì cô Hồng Chỉ biết xăm soi người khác Mà không thấy đống rác trên đầu mình Tôi cũng không muốn ba mẹ giao du với những hàng xóm như vậy Nên tôi không thể nói ba mẹ được Cách tốt nhất là tôi đi vào Chứ không thì lại nói tiếp tính tôi không nhịn nổi khi người khác xỉa xói nhà mình vào phòng tôi cầm điện thoại gọi cho vĩnh tường nhưng mà không thấy anh ta bắt máy không biết là đi đâu nữa nãy nói chuyện nên quên hỏi mẹ tôi mất tôi bỏ điện thoại lên bàn rồi lấy quần áo thay ra xong bước ra ngoài không thấy hai người kia nữa chắc là về rồi tôi đi tới chỗ mẹ đang ngồi mẹ rảnh rỗi đừng có nói chuyện với cô hồng cô ấy nhiều chuyện chỉ biết anh thị với người khác thôi coi chừng có ngày bá lại gây chuyện đấy bà tư qua chơi ai biết là cô ấy cũng qua đâu thôi hàng xóm với nhau kệ đi con mà bí đỏ khỏe chưa khỏe rồi mẹ mà chồng con lúc nãy chưa về hả mẹ về rồi nhưng chở con thư đi khám giúp nãy nó đau bụng la làng bà tư với mẹ nó qua đây thấy thằng tường vừa đi ô tô về nên nhờ rồi sao cô hồng không đưa đi với lại sao cô hồng không đi cùng mà để một mình thư đi với chồng con vậy mẹ đi với con dung nữa chưa có đi một mình con thư đâu thôi vào trong này phụ mẹ nấu ăn đi Nghe mẹ nói Vĩnh Tường chở Thư đi, làm tôi khó chịu thật. Tính Thư tôi cũng chẳng thích tí nào, cô ta giống y hệt như mẹ cô ta, chuyên soi mói chuyện của người khác. Nay lại trùng hợp đau bụng nữa chứ, hay là muốn ve vãn Vĩnh Tường nữa? Anh ta về đây sao tốt đột xuất như thế? Tôi bực bội, điện thoại cũng không nghe, đúng là cái đồ ham gái. Tôi đi thẳng xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Một tiếng sau, tôi nghe tiếng ô tô của Vĩnh Tường về, tôi vội đi ra, thấy Thư bước xuống ôm lấy bụng, tôi đi tới hỏi: thư đau bụng gì mà đến nỗi đi bệnh viện luôn thế bệnh cũ tái phát nó đau dồn dập quá không chịu nổi nên đi bệnh viện thôi sao không tự đi mà phải nhờ chồng tao mày khó chịu à chồng mày có ô tô tao nhờ tí không được sao mày ki bo thế tôi nhíu mày đáp tao ki bo thì sao nhìn mặt mày chắc có lẽ cũng đâu tới nỗi đi bệnh viện hay là thấy chồng tao đẹp trai đi xe sang nên mới nhờ thư cau có mày làm gì ghê vậy tao đau thật chứ nói xạo làm gì thấy thư nhìn vĩnh tường tôi nhanh chân đi tới che trước mặt thư mày về được rồi đấy nhìn chồng tao làm gì thư hằn học khánh vi này bản tính đanh đá vẫn như xưa nhỉ thế mà hốt được anh đẹp trai lại còn ga lăng nữa nhưng sao mày về đây trùng hợp thế hay là đám cưới khanh tôi cau có mày đau bụng sao không đau luôn miệng đi chuyện đó liên quan gì tới mày đám cưới khanh thì kệ chứ liên quan gì tới tao thư bĩu môi ừ tao chỉ hỏi vậy thôi làm gì mà khó chịu thế tao không thích mày xem vào chuyện của tao lo lấy chồng như tao chứ không ế giải mỏ đấy bà ngoại mày kêu tao ở thành phố có quen ai làm mai cho mày kìa nếu mày thích thì lên đấy tao làm mai cho giúp việc nhà tao có một anh nói nhiều hay xỉa xói chuyện người khác giống như mày đấy tao có ế cũng chẳng thèm để mày làm mai đâu đừng nghĩ lấy chồng giàu mà xem thường người khác tôi nhích môi cười mày xem tao có xem thường mày không tao chỉ làm mai cho mày lấy chồng để thay đổi tính nết thôi mà. Nhưng mà tao thấy mày hết đau bụng rồi nhỉ? Thư ấp úng. Vì cái miệng của mày nên tao hết đau, tao đi về được chưa? Về đi, tao không tiễn. Quên, sát nhà tiễn làm gì? Nhớ đi đằng trước, đừng chua qua lỗ chó, nhanh nha Thư. Cương mặt Thư đỏ lên quay mặt đi, nhưng cũng không quên quay qua chồng tôi. Em cảm ơn anh đã đưa em đi khám nhé. Tôi thấy giọng điệu đáng ghét của Thư làm tôi ghét cay ghét đắng. Về thì về đi, lại còn quay sang đổi giọng nhẹ nhàng với Vĩnh Tường. Tôi bước tới nắm lấy tay Vĩnh Tường giả vờ cười. Chồng ơi, ở quê mũi bu bám ghê lắm. Anh vào nhà đi, không mũi nó bám dai hơn cả đỉa đói đấy. Vĩnh Tường ngơ ngác. Có thấy mũi đâu? Con mũi 50kg anh không thấy à? Thư hét lên. Khánh Vi, mày dám nói tao như thế à? Tôi cười khúc khích. Tự nhận mình à? Tao có nói rõ tên đâu. Tôi về đi, tao với chồng tao vào trong nhà đây. Đừng nhìn chồng tao như vậy. Anh ấy đẹp trai giàu có, chỉ hợp người ham tiền như tao Chứ như mày Tôi chọc cho thư tức điên lên Nhìn mặt cô ta trông rất buồn cười Tôi quay sang kéo vĩnh tưởng đi vào nhà Vừa vào tôi buông tay vĩnh tưởng ra Anh ghê nhỉ Mới về đây mà có gái theo liền Vĩnh tưởng hỏi lại Cô ghen à Ai thèm ghen Tôi chỉ sợ ba mẹ tôi nói thôi Ghen nó lộ trên mặt cô kia kìa Ở đó mà không ghen Đang vào nhà Thấy cô gái đó đau bụng nhờ tôi trở đi không chở họ lại nói tôi kia bo giống cô Nên tôi chở đi chứ tôi có làm gì đâu Ai bảo cô đòi đi xe máy về Không đi xe máy về Để ba mẹ tôi đi bộ à Thì mai qua lấy có gì đâu Cô đánh đá nhỉ Về đây lộ bàn mặt cô ra hết Bộ cô gái đó làm gì đâu mà cô ghét dữ vậy Thấy nói chuyện ngọt ngào Chứ có dữ dằn như cô đâu Tôi ngước mặt lên nói Anh không nghe câu mật ngọt chết ruồi à Nếu anh thích tôi làm mai cô ta cho anh Hai người cũng hợp lắm đấy Thấy tôi với Thư hợp à? Ừ, hai cái miệng của hai người hợp lắm. Vậy để tôi sang bên đó chơi một tí rồi về. Cô nấu ăn đi nha. Anh có chân muốn đi đâu thì đi. Tôi đâu có cản được. Đi thật đấy. Ừ, cứ tự nhiên. Qua đó con mũi hút máu anh khỏi về thành phố luôn. Hay là cô hút tôi cũng được. Tôi tự nguyện cho cô hút này. Tôi quát lên. Khỏi, tôi không cần anh. Vĩnh tưởng quay mặt bước đi ra ngoài để lại tôi đứng ngơ ngác nhìn ra. Anh ta dám qua đó luôn chứ muốn qua thì qua đi còn kêu tôi nấu cơm qua đó để cô ta nấu cho mà ăn tôi không hầu tôi đi thẳng vào phòng hậm hực mãi rồi bước ra ngoài vẫn không thấy vĩnh tường về anh ta được lắm muốn đi qua đó tôi cho đi luôn khánh vi con vào đây phụ mẹ nấu ăn đi mẹ mới ra chợ mua con cá to lắm về làm nồi lẩu cá cho cả nhà ăn tôi nói có người qua kia ăn rồi mẹ khỏi phải nấu đi ai qua đâu con nói gì vĩnh tường làm gì con à tôi hậm hực chỉ qua bên nhà thư anh ta qua bên nhà thư chơi kìa qua đó ăn luôn đấy nó qua đó hồi nào mẹ đi ra ngoài kia mới gặp đây ăn nói cái kiểu gì vậy hả khánh vi tôi khựng lại khi nghe mẹ nói như thế vậy là vĩnh tưởng lừa tôi qua nhà thư chứ không phải với lại anh ta mồm mép như thế chứ cũng không đến nỗi đi bậy bạ tôi cười nhẹ rồi bước vào bếp phụ mẹ nấu ăn một lúc sau thấy vĩnh tưởng bước vào nhà cùng với ba tôi liền hỏi con rể của ba đi gặt lúa với ba về rồi à có gặt được không hay là ra đó phá? Vĩnh Tường nói, đâu, ra ngắm mấy con bò, trông giống em thật đấy. Tôi câu mày nhìn sang ba. Ba thấy không? Con rể ba kêu con giống bò kìa. Ba tôi cười, thì giống thật mà. Ba, có phải con là con gái của ba không vậy? Phải, nhưng giờ thì không, con đã là con gái của bà Kim rồi còn gì. Tôi phụng phịu. Anh ấy nói thế mà ba cũng chịu, con không thương ba nữa đâu. Cái con bé này, 24 tuổi đầu mới như con nít ấy. Thế mẹ con đã nấu ăn chưa? Con nấu xong rồi, còn chồng con sẽ qua nhà hàng xóm ăn, chứ không ăn ở nhà đâu ba ạ. Vĩnh Tường nói, qua rồi, nhưng nghĩ cơm mẹ vợ nấu ngon hơn, chứ qua đó ăn có người lại hậm hực, ăn không ngon. Tôi nấu hết cả đấy. Ba tôi hỏi, sao lại xưng với chồng thế kia Khánh Vi? Tôi ậm ờ. Con nhầm, ba vào trong tắm đi, rồi chúng ta ăn cơm. Tường, con vào tắm trước đi, ba tắm sau. Dạ vâng. Anh tắm làm gì? để cho hôi cho mỗi đốt chứ vĩnh tường nói tối đốt con mũi bốn bảy ký là được rồi ai bốn bảy ký em chứ ai anh đi tắm cho thơm tối để em ngủ cùng anh chứ nhỉ tôi quát anh vào tắm mau đi em lấy đồ cho anh đi tay anh dơ người bẩn hết rồi không vào lấy được ba tôi nói Khánh vi con nhẹ nhàng một tí được không con vào lấy đồ cho chồng con đi rồi để ba còn đi tắm nữa tôi nhìn khuôn mặt của vĩnh tường đắc ý Tôi hậm hực đi thẳng vào trong. Tôi biết là anh ta đang trả thù những lúc mẹ Kim với chị Quỳnh bênh tôi. Vào trong phòng mở vali của anh ta ra lấy đồ. Tôi chợt nghĩ không cho anh ta mặc đồ của mình nữa mà lấy đồ của ba cho anh ta mặc. Tôi đứng dậy mở cửa ra ngoài đi tới phòng ba. Mở cửa vào tôi thấy trên tủ đồ có một bộ đồ ở nhà. Tôi chọn bộ đồ nào cũ nhất mà cũng hên. dáng người của anh ta cũng cỡ như ba tôi nên chắc là dễ vừa. Tôi khẽ cười rồi bước ra chỗ phòng tắm. Đồ của anh đây. Để đó cho tôi, thò tay ra lấy đi, chứ để ngoài sao anh lấy được. Vĩnh Tường mở cửa thò tay ra, tôi đưa bộ quần áo cho anh ta rồi nói, anh mặc đồ nhanh lên, giờ còn ra ăn cơm đấy. Vừa dứt lời thì nghe anh ta quát ở bên trong. Cô đưa đồ gì đây? Đồ của tôi đâu? Tôi cười khiêu khích. Nãy ai nói tôi là bò, anh không mặc thì ở chuồng đi, lêu lêu. Tôi đang cười khoái chí thì cánh cửa mở ra, mắt tôi tròn xoe nhìn Vĩnh Tường đang đứng trước mặt, trên người chỉ quấn ngay cái khăn ở chỗ đó, tôi hét lên. Anh mặc đồ vào đi Cô kêu tôi ở chuồng Tôi mở cửa cho cô xem À này, muốn xem súng ngắn hay dài không Khuôn mặt tôi đỏ gay lên vì ngại Tôi quay mặt ra chỗ khác nói Anh bị điên à, anh không mặc đồ vào Thì ở trong đó luôn đi, đừng có ra ngoài nữa Tôi nói xong đi thẳng ra ngoài Để lại vĩnh tưởng ở trong Kiểu gì anh ta chẳng mặc chứ không ra ngoài được Tôi bước xuống bếp dọn dẹp lại Rồi đem thức ăn ra bàn Đang dọn thấy vĩnh tưởng bước ra Nhìn anh ta mặc đồ của ba Tôi già vờ hỏi Ba tắm xong rồi à? Em nói ai là ba? Tôi giả vờ ngạc nhiên. Ơ, ờ, anh à, em cứ tưởng là ba em chứ. Mẹ tôi hỏi. Sao Vĩnh Tường lại mặc đồ của ba con vậy Khánh Vi? Dạ, vali của chồng con không mở được, nên là con mượn đồ của ba cho anh ấy mặc một tí. Trông đẹp phết mẹ nhỉ. Vĩnh Tường lườm tôi, rồi đi thẳng lên trên. Chắc là anh ta lại giận nữa rồi. Tôi mặc kệ, tiếp tục dọn ra cùng với mẹ. Một lát sau mọi người có mặt đông đủ cùng nhau ăn cơm. Mẹ tôi nói. Vĩnh Tường con ăn thử lẩu cá này đi ngon lắm dạ con cảm ơn mẹ con cứ tưởng là vợ con nấu chứ nó chỉ biết ăn chứ không biết nấu đâu con có gì thì bỏ qua cho nó nhé mẹ cứ nghĩ là hai đứa lấy nhau không hợp nhưng thấy hai đứa hạnh phúc mẹ vui lắm dạ cô ấy ngoài ra rất tốt nhưng cô mỗi cái miệng hơi hỗn được cái biết làm mẹ con thương lắm mẹ ạ nên mẹ cứ yên tâm giao con gái của mẹ cho con tôi bĩu môi giao cho anh ấy có nước mẹ kiếm con không ra đâu ba tôi hỏi là sao khánh vi vĩnh tường làm gì con à Ba hỏi anh ấy con ăn đây tí nữa con qua nhà diễm my chơi đưa vĩnh tường đi cùng chứ bỏ chồng ở nhà rồi đi sao được tôi nhìn sang vĩnh tường lát nữa có con mũi năm ký qua đây là anh tường hết muốn đi mà mẹ tôi mắng mũi nào mà năm kg ký mẹ tôi vừa dứt lời xong thì nghe tiếng thư từ ngoài bước vào cả nhà đang ăn cơm ạ à? tôi nói đúng rồi vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền Thư hỏi Vi nói gì kỳ vậy? Nhà Thư mới nấu vịt nấu trao Đem qua cho hai bác với vợ chồng Vi thôi mà Nhà Vi này ăn canh cá Biết cá nhiều xương hay ít xương mà biết để tránh Chứ ăn vịt nhai dai nhách làm sao mà ăn Với lại chồng Vi không thích ăn vịt đâu Thư đem về đi Mẹ tôi gõ nhẹ Vi, con Thư có lòng tốt đem qua Sao lại nói như vậy? Hai đứa lớn rồi, bớt hiểm khích với nhau lại Không là mất tình làng nghĩa xóm Xưa cứ cãi nhau không ớn à? Nhưng con... Thư nói, nếu Vi không thích thì thôi, Thư về đây. Mẹ tôi bảo, kệ nó đi, tính nó như con nít, không bao giờ lớn cháu suy nghĩ làm gì, cô cảm ơn nhé. Dạ, cháu không nghĩ gì đâu, cháu về đây ạ, cả nhà ăn cơm đi. Tôi bĩu môi, nói chuyện nhẹ nhàng thế chả quen tí nào, trở lại bình thường đi Thư à. Vĩnh Tường nói, thôi em lo ăn đi, nãy giờ toàn em nói không đấy. Tôi nhìn sang Vĩnh Tường, vậy em không nói được chứ gì, anh ăn đi, rồi sang nhà hàng xóm mà chơi cho biết, nhá. Vĩnh Tường gật đầu. Ừ, tí anh đi qua hàng xóm làm quen cho biết. Tôi không thèm đáp nữa mà cầm đũa tiếp tục ăn. Nhìn lên Thư đã về từ lúc nào, tôi quay sang nhìn Vĩnh Tường nói chuyện với ba rất vui vẻ. Có vẻ là dễ về là quên luôn tôi. Tôi quay sang Thủy Dung đang ăn, tôi bảo. Tí nữa chị em mình đi qua nhà Diễm My chơi nhá. Chị đi với anh Tường đi, em còn học bài nữa. Tôi lắc đầu. Nếu vậy thì thôi, em học bài đi. Chị đi ngủ sớm, mai qua cũng được chị đi cùng với anh tường kìa tôi nhìn sang vĩnh tường rồi lắc đầu thả chị đi một mình chứ đi với anh rể em chán lắm em nói đi với anh chán là sao anh chở em qua đó chơi được mà thôi anh lái xe cả ngày rồi đi ngủ sớm đi vậy em muốn anh đi ngủ sớm cùng với em à tôi nhíu mày anh nằm mơ à tối nay em ngủ với thủy dung rồi anh ngủ một phòng đó cho rộng thủy dung vội từ chối chị về thì ngủ với chồng chị đi em ngủ một mình quen rồi ngủ với chị chị đạp em rớt xuống giường đấy vĩnh tường cười em cũng bị à thủy dung gật đầu riêng ai chứ chị hai ngủ xấu lắm tôi gắt lên tưởng nghĩ xem lúc ngủ có ai mà đẹp không con về chơi có vài ngày ai cũng muốn bắt nạt con hết vậy muốn kể xấu gì kể nốt luôn đi tôi đứng dậy không ăn nữa bước thẳng vào phòng chợt điện thoại rung lên tôi đi tới bắt máy thấy tin nhắn của diễm my tôi mở lên thì thấy bí đỏ bí đỏ nhớ gì vi hay sao mà gọi thế dạ dì vi ăn cơm chưa ạ con gọi cho dì xem đồ chơi của con này thế con ăn cơm chưa mà gọi cho dì dạ con ăn rồi dì qua chơi với con đi thế bí đỏ không chơi với mẹ mi à dạ mẹ con đưa điện thoại gọi cho dì rồi đi ra ngoài rồi dì sang nhà con chơi đi dì tôi đang bực bội nên gật đầu đồng ý luôn chờ dì một tí dì qua liền nhé vâng tôi tắt điện thoại rồi lấy quần áo thay ra xong rồi tôi bước ra ngoài thấy mọi người vẫn đang ăn như không có chuyện gì tôi tức tối đi thẳng tới thì mẹ gọi con đi đâu đấy vì tôi quay lại trả lời mẹ con đi qua nhà diễm my chơi vì bí đỏ đây tí ăn xong thủy dung rửa chén nhé sao lại nói không qua ngủ sớm mà bí đỏ gọi qua chơi mẹ ạ con đi nha thích con nít sao không đẻ mà chơi con thích chơi vậy chứ đẻ thì mẹ xem lại con rể mẹ đi không đẻ được đâu con đi đây mẹ tôi hỏi không đi xe à tôi lắc đầu thôi gần nên con đi bộ lâu lâu ra thăm hàng xóm luôn ạ à. con đi nha vĩnh tường nói để anh đưa đi không được đâu anh ở nhà nghỉ đi nghỉ ngơi cho sớm chứ em thấy anh yếu lắm rồi đấy tôi nói xong vội đi thẳng chứ không yên với cái miệng của vĩnh tường lâu rồi tôi mới về quê còn đi bộ thế này đang đi một đoạn thì nghe tiếng xe máy ở phía sau tôi tôi đi vào trong lại gặp khánh vi tôi nghe giọng của cẩm tú quay sang thấy cô ta dừng xe lại tôi nói cô lại muốn gây chuyện gì nữa đây Đi ngang qua thấy thì hỏi thôi Sao lại đi bộ thế kia Tôi đi bộ liên quan gì tới cô Phiền cô đi đi tôi không rảnh đôi co với cô đâu Lấy chồng giàu Mà lại để cô đi bộ thế à Hay là lấy chồng không hạnh phúc Nên là quay về khi nghe tin tôi lấy khanh Tôi cười nhạt Lúc sáng tôi nói cô vẫn chưa hiểu à Chúng tôi đã là quá khứ Nếu như cô muốn Tôi có thể cướp khanh từ tay cô về đấy Muốn không Cô dám Cô nghĩ là tôi không dám á nhưng mà cô yên tâm Tôi không cướp chồng cô đâu Vì tôi sợ đứa con không có ba Cô phải cảm ơn tôi Chứ ai lại cứ đi gây sự Tối rồi lo về nhà đi Đi đường gặp ma đầu đen không sợ à Cẩm tú nói Gặp ma đầu đen là cô ấy Đã đi lấy chồng thì đi luôn đi Về làm gì Ơ ờ, cái cô này Vẫn không đi à Tôi lấy chồng cũng phải về nhà mẹ đẻ chứ Không lẽ sau này cô lấy chồng không về nhà mẹ Cô sợ tôi gặp Khanh đến như thế sao Cô nghĩ thử xem nếu Khanh muốn quay lại với tôi, cô nghĩ tôi đồng ý hay không? Tôi đã chia tay Khanh lấy chồng, thì làm sao bây giờ chúng tôi quay lại được? Cô giữ Khanh được suốt đời không? Khanh có chân sẽ tự đi, còn cô có thai thì bớt cái miệng lại. Lớn rồi, sắp lấy chồng rồi không còn như xưa đâu. Cô đừng có dậy đời. Tôi không thèm đáp lại lời cẩm tú nữa, quay người bước đi. Ngày hôm nay toàn gặp hai người làm tôi bực bội không? Tôi bước đi thật nhanh, thì đột nhiên tiếng bíp còi ở phía sau xe của cẩm tú tôi chuẩn bị tránh thì xe máy cô ta ủi nhẹ vào tôi làm tôi mất đà té xuống mặt tôi nhăn nhó vì đau khi ngước lên cô ta đã lái xe máy rời đi rồi đúng là bẩn tính không nói lại lại còn làm trò này cô ta không nghĩ tới đứa con trong bụng có chuyện gì hay sao mà lái xe như vậy cũng may là tôi té chứ cô ta mà té lại đổ thừa cho tôi nữa đúng là lòng dạ xấu xa không thể thay đổi được không biết là tại sao khanh lại chấp nhận lấy cẩm tú khi đã biết con người cô ta như thế nào rồi tập 4 của câu chuyện đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.